Huỳnh Cẩm Tuyền, sao nhí Gia đình phép thuật dậy thì thành công, lột xác ngoạn mục ở tuổi 26. Sau thành công tại bộ phim Gia đình phép thuật, Huỳnh Cẩm Tuyền tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất và xây dựng hình ảnh hot girl ăn vận quyến rũ ở tuổi 26 nhưng sống kín tiếng hơn. Huỳnh Cẩm Tuyền sinh ngày 19 tháng 2 năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Tuyền được biết đến là một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng. Hiện nay, cô nàng đang là diễn viên tự do, người mẫu ảnh và idol app. Cẩm Tuyền sở hữu gương mặt ưa nhìn, dịu dàng và nữ tính với sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng miệng cười duyên dáng. Nữ diễn viên luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả qua những vai diễn mà cô đảm nhận. Ngay từ khi còn nhỏ, Huỳnh Cẩm Tuyền đã thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật như múa, hát và diễn kịch. Chính vì thế, cô nàng đã được gia đình động viên khuyến khích tham gia vào lớp múa tại Cung Văn Hóa Thiếu Nhi. Cũng tại nơi đây, nữ diễn viên đã được đạo diễn bộ phim Gia đình phép thuật để mắt đến và mời về đảm nhận vai diễn Hoàng Lan, bạn thân Suri, Gia Kỳ thủ vai. Cũng từ đó, Cẩm Tuyền bắt đầu vai diễn đầu tay năm 13 tuổi và đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đến tận bây giờ. Hóa thân vào nhân vật Hoàng Lan ngoan hiền trong bộ phim truyền hình dài tập Gia đình phép thuật, cái tên Cẩm Tuyền được khán giả biết đến nhiều hơn. Theo đó, khoảng 11 năm trước, đây từng là bộ phim truyền hình ăn khách dành cho thiếu nhi được chiếu trên cả HTV và VTV. Với 340 tập được lên sóng, phim thiếu nhi dài nhất Việt Nam xoay quanh các tình huống dở khóc dở cười của các nhà ảo thuật đã giúp cho tên tuổi của loạt diễn viên nhí như Nhật Hạ, Anh Thư, Gia Kỳ, Huỳnh Cẩm Tuyền đến gần hơn với khán giả. Gia đình phép thuật xoay quanh câu chuyện của gia đình ông Ba Ram xuống thế giới loài người để học tình cảm, báo cáo thông tin về cho phái nguyên lão ở thế giới phép thuật. Chính sự xuất hiện của họ đã làm xáo trộn cuộc sống của loài người và tạo nên nhiều câu chuyện ở đây. Được coi là bộ phim làm nên tuổi thơ của nhiều thế hệ, dù lẽ ra sẽ kết thúc ở tập 500, thế nhưng ở thời điểm đó, bộ phim chỉ phát sóng đến tập 340 thì đã dừng lại. Tuy vậy, Gia đình phép thuật lại không hề nhận về lời chỉ trích hay bất kỳ gạch đá nào từ khán giả, thậm chí nó còn được xếp vào phim truyền hình được khán giả yêu thích và có sức sống mãnh liệt trong lòng người hâm mộ. Theo nguồn tin từ nhà sản xuất cho biết, lý do Gia đình phép thuật dừng ghi hình là vì kinh phí đầu tư quá lớn, các bối cảnh dựng trực tiếp trong trường quay riêng tọa lạc ở quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh, và để phục vụ cho nội dung phim, đoàn buộc phải sử dụng rất nhiều kỹ xảo, mời chuyên gia điều khiển máy bay mô hình ở Hà Nội để ghi hình các cảnh quay trên không. Được biết, 1 giờ dù máy bay tiêu tốn đến 50 triệu đồng, vậy nên Gia đình phép thuật mới kết sóng giữa chừng. Dù không có một cái kết chỉn chu, thế nhưng đây vẫn là bộ phim được khán giả yêu mến. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự nuối tiếc vì ký ức tuổi thơ đẹp với bộ phim, cũng như tâm trạng hụt hẫng khi phim đột ngột dừng phát sóng. Trong phim Gia đình phép thuật, nếu như Nhật Hạ vào vai Ye Ye tính cách hung dữ, Anh Thư đảm nhận vai Ngọc Yến thông minh, thì Cẩm Tuyền lại gây ấn tượng với khán giả với tạo hình cô bé Hoàng Lan hiền lành, điềm đạm và thân thiện. Ngoài việc thể hiện đa dạng cảm xúc trong các diễn biến của phim, nhân vật Hoàng Lan của Huỳnh Cẩm Tuyền còn để lại sự chú ý bởi ngoại hình dễ thương cùng nụ cười tươi tắn. Thời điểm tham gia Gia đình phép thuật, nữ diễn viên mới vừa tròn 13 tuổi, nhưng với những gì đã thể hiện trên màn ảnh cùng sự ghi nhận của ekip làm phim, Cẩm Tuyền được dự đoán sẽ là một diễn viên sáng giá trong tương lai, và sau vai diễn được quan tâm, cô nàng vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất song song với việc học văn hóa. Sau vai diễn nổi tiếng trong sitcom Gia đình phép thuật, Cẩm Tuyền đã bỏ túi nhiều vai diễn khác như Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc hay phim truyền hình Tràng rể tuổi hợi phát sóng dịp Tết 2019. Cô nàng luôn biến hóa đa dạng từ vai chính diện đến vai phản diện, từ nhân vật có tính cách hiền lành đến hung dữ. Tuy nhiên, nữ diễn viên gốc Hà Thành lại chưa thực sự bùng cháy và có được một vai diễn để đời sau cái bóng thành công như vai Hoàng Lan. Thời điểm bước sang tuổi 23, cô diễn viên nhí có gương mặt hiền lành ngày nào đã trở thành một hot girl ưa chuộng, hình tượng nóng bỏng và hiện đại. Được biết, ngoài làm diễn viên, Cẩm Tuyền còn làm người mẫu quảng cáo, góp mặt trong các ứng dụng trên mạng xã hội, idol app hay đăng ký tham gia các game show truyền hình và kinh doanh tự do. Qua mỗi công việc, Cẩm Tuyền đều muốn tăng độ linh hoạt cho bản thân, tương tác tốt với khán giả qua mạng xã hội, vì điều đó sẽ mang cô đến gần hơn với khán giả. Ngày ngày, nữ diễn viên vẫn đang miệt mài trau dồi kỹ năng diễn xuất để có thể tạo được bước đột phá và thành công hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất mà cô đã lựa chọn. Dù chưa có được vai diễn và các hoạt động nổi bật ở tuổi trưởng thành, nhưng sắc vóc lôi cuốn cùng tinh thần chăm chỉ làm việc cũng giúp Cẩm Tuyền thu hút hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, một con số vô cùng ấn tượng đối với một nghệ sĩ trẻ như cô nàng. Được biết, ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên Gia đình phép thuật chọn sống kín tiếng ở nước ngoài.